Xin chào các bác ạ. Vừa rồi thì các bác vừa được trải nghiệm một đoạn nhạc bolero rất rõ lời đúng không ạ? Qua sự kết hợp của thương hiệu 5S, một chiếc đẩy 2 kênh BL650A và đôi loa bass 30 5S. Thì đây là một lô hàng mà em với ôm chọn được cả đẩy này và cả loa. Đấy, được gửi vào trong Sài Gòn để phục vụ các bác và anh em. Thì hôm nay em cũng lên sóng để giới thiệu các bác trong clip này là mẫu đẩy 5m BL650A. Đấy là thương hiệu của Đức các bác nhé, thương hiệu của Đức. Hiện tại thì các bác có thể lên mạng check được chiếc đẩy 5m BL650A này, hàng mới tập hộp, giá khoảng trên chục triệu. Mà cái hàng này thì em cũng về em live stream hôm qua là em bán cũng được gần chục chiếc rồi. Nhất là được sự ủng hộ nhiệt tình của các bác theo dõi Hiếu Minh, và thứ hai là cũng một phần là với chất đẩy này rất là hay, thương hiệu nổi tiếng và giá thành thì cực kỳ hợp lý các bạn, và em xin phép báo giá cực kỳ tốt ở cuối clip ạ. Đầu tiên sẽ quay về phần ngoại hình của chiếc đẩy này các bác. Về ngoại hình thì còn rất là đẹp, đây là hàng mới về em còn chưa vệ sinh các bác nhé, chưa vệ sinh đâu. Đây cái em, nếu các bác đặt hàng em còn là sẽ gì ạ, vệ sinh mông má lại các bác, mông má lại ở đây là sẽ vệ sinh này, thổi bụi rồi là phun sơn bóng để cho nó sạch sẽ cho các bác. Đây thiết kế là ngoại hình này, 5m model BL650A, công suất này. Đấy, chiếc đáp này là chiếc đáp bi thôi nhá, chiếc đáp nhỏ mà vặn rất là dễ dàng thôi, chiếc đáp bi ạ. Đấy, thiết kế bộ mạch GSD là một trong những dòng mạch cao cấp nhất và chất âm hay nhất hiện tại trên thị trường đẩy công suất ạ. Đấy, các bác lên theo dõi là có thể tìm hiểu mạch GSD, dòng mạch rất là cao cấp, tiếng rất là hay. Đấy, thiết kế mạch GSD như này các bạn. Đây, thiết kế này. Đây là thanh tản nhiệt, hai thanh tản nhiệt của hai vế, và thiết kế hai quạt gió, một cái đầu, một cái sau, một cái hút, một cái thổi ạ. Đấy, mạch GSD thì tiêu thụ điện năng rất là ít, và thứ hai là hiệu suất làm việc nó cao, chất âm nó ra nó sạch sẽ và rất là hay, và ít bị nóng máy các bạn, đánh nó ít bị nóng máy lắm. Chạy dòng sò của chiếc đẩy này là sò MOSFET, sò MOSFET dòng sò NZ ạ, chuẩn MOSFET thôi nhá. Đấy, dòng sò chuyên đánh sò trường đấy, sò trường sự kiện đánh rất là khỏe và bền, rất là hay, dòng sò cao cấp ạ, sò MOSFET này. Về phần tụ thì đợt này lô hàng về em rất là ưng ý. Tại sao em gặp lô này em phải ôm ngay? Đó chính là về phần tụ của lô đẩy này nhé. Sản xuất là 2016. Đấy, nhưng mà đây là thiết kế là sản xuất của tụ, còn để đến lắp ráp ra thành phẩm và đến người tiêu dùng nó phải khoảng 2017-2018 các bạn. Đấy, cuối 2016 rồi. Và lô đẩy bãi, nhưng mà này các bác này, thứ nhất là em sẽ bao zin xịn tụ các bác, và bao zin xịn cả cái chiếc đẩy này. Phần tụ chưa thay thế, chưa sửa chữa, mà các bác có thể thấy là bằng tịn, dùng rất là ít đúng không ạ? Dùng rất ít thì tụ nó mới bằng được như này. Đa phần đẩy bãi các bác lo lắng về phần tụ lồi, nhưng đây lô đẩy này thì các bác yên tâm, tụ đẹp keng. Đấy, tất cả lô này về nhá, em còn là hơn chục chiếc nữa, thì đều bao cho bác là gì ạ? Bác nhận hàng, kiểm tra đúng, zin xịn đúng hàng rồi thanh toán cho shipper cho em. Đấy,
tụ đẹp như này. Bằng phẳng. Các bác có thể thấy là này dùng rất ít thôi. Về phần nguồn thì sử dụng là nguồn xuyến các bạn, nguồn xuyến là nguồn đồng. Đấy, nguồn xuyến rất là to. Đấy, kích thước chiều cao là 2U là sẽ là 9,5 cm và kích thước nó rơi khoảng tầm 17-18 cm. Hai kênh 600W mà nguồn nó to này. Rất là chất, thiết kế con đẩy quá chất các bạn. Rất là đẹp nhé. Quay bác về phần sau này. Jack vào loa thì cũng có hai kiểu cắm, một là jack cổ điển, jack kẹp và một speaker new trick ạ. Đây, hai kênh cũng nhá. Đỏ là dương này, âm này một kênh. Và tín hiệu đầu vào thì sẽ cắm hai cổng này, CH1, CH2 và thiết kế thêm hai cổng linh nữa cho các bác có thể sử dụng trên nhiều đài hoặc âm linh. Quạt gió này. Khung ngoài bảo vệ quạt gió này. Nguồn vào là nguồn 220, nguồn điện 220 ạ. Chế độ đánh thì sẽ có chế độ như là Bright, Shitter và Parallel. Bright tức là gộp kênh, Shitter là đánh riêng lẻ từng kênh, âm thanh đảo ấy. Và Bright là tín hiệu vào 1 ra 2, tức là các bác cắm tín hiệu từ vang xuống là 1 rắc. CH1 này nó sẽ ra được cả hai kênh riêng biệt. Cực kỳ chất các bạn. Hôm qua thì em Hải cũng live stream, đấy, các bác theo dõi kênh thì biết. Em live stream đấy, quay về là hơn 20 chiếc. Và bây giờ này còn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 chiếc nữa. Đấy, còn đúng 10 chiếc nữa cho bác nào. Đấy, chiếc đẩy này, lô đẩy này về đúng là không mua thì phí các bạn. Đấy, các bác nào đang tìm hiểu cho mình một chiếc đẩy chất âm hay, thương hiệu tốt, chất lượng tốt và giá thành hợp lý thì tham khảo ngay cái mẫu đẩy này. Đấy, hàng còn rất là đẹp và mới, bao xin bao xịn các bác. Nhận hàng, kiểm tra đúng hàng, đúng zin xịn rồi mới thanh toán tiền cho shipper ạ. Thì em Hải cũng xin phép báo giá tới các bác về mẫu đẩy 5m BL650A này. Đấy, hôm nay thì em cũng sẽ là xả các bác đến hết ngày mùng 10 nhé. Cũng như hôm trước em vừa live stream các bác thì hết ngày mùng 10 em xả các bác với giá là 3.400.000. Và sau ngày mùng 10 nếu mà còn hàng thì em đã cộng thêm khoảng 200.000 tiền ship vào trong Sài Gòn này. Đấy, dạo này thì về hàng rất nhiều. Hôm trước về hàng kịp live stream thôi, không kịp lên sóng bởi vì là các biết rồi, hôm qua về rất nhiều, về lô đẩy này, lô loa này, rồi là về gần 100 bộ mic Beyer vỉ tím đời cao, có cả bản da trơn và bản da cá. Đây, có cả mặt đen này, mặt vàng này và mặt trắng và đen, rất là đẹp. Tay mic thì có hai bản, một bản da cá này rất là đẹp này, bản da trơn cũng vậy. Thì dạo này đóng hàng đơn rất là nhiều, đóng hàng cho nên là cũng không lên sóng được. Thì hôm nay thanh thủ buổi trưa các bạn, thanh thủ buổi trưa để lên sóng các bác này. Bây giờ là 12:08 này, thanh thủ lên sóng tới các bác để thông báo các bác lô hàng này về. Cho bác nào quan tâm có thể là không phí mất cái cơ hội để các bác có thể sở hữu được những sản phẩm rất là chất lượng và giá thành rất là hợp lý nhá. Đấy, 3.400.000 giá này thì em chưa bao ship, phải giá này rất là sát giá rồi. Và em sẽ bảo hành các bác là 6 tháng và cũng sẽ kỷ niệm các bác là một cặp dây Canon hoặc là một cặp New Trick để tùy các bác lựa chọn. Ok, và em Hải xin phép dừng clip đây. Hẹn gặp lại các bác và anh em trong những clip tiếp theo của Hiếu Minh Audio. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.